Ngày 24 tháng 2, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc đã ban hành quy định miễn trừ khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, viện dẫn luật tình huống khẩn cấp. Theo quy định mới thì các bác sĩ và y tá của Trung Quốc đại lục có thể đến hỗ trợ Hồng Kông trong bối cảnh thành phố đang phải đối phó với số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng theo cấp số nhân. Thông thường thì các bác sĩ của Trung Quốc đại lục không được phép làm việc tại Hồng Kông trừ khi họ đã vượt qua các kỳ kiểm tra và quy định cấp phép của đặc khu này.